với các điện thoại và máy tính bảng cũ hơn sẽ sớm ra mắt. Samsung đang cung cấp bản cập nhật phần mềm One UI 4 cho Galaxy S21, S21 Plus và S21 Ultra bắt đầu từ hôm nay, công ty đã công bố. Bản cập nhật dựa trên Android 12 của năm nay, được phát hành ở bản beta công khai vào tháng 9 và bổ sung các tùy chọn chủ đề mới, chỉnh sửa bàn phím và cài đặt quyền riêng tư. Các tính năng mới đi kèm với phiên bản phần mềm mới nhất của Samsung sẽ trông quen thuộc với bất kỳ ai theo kịp các bản nâng cấp của Android 12. Đầu tiên là một cuộc đại tu theo phong cách Material UI, bao gồm khả năng thay đổi bảng màu của hệ điều hành dựa trên hình nền bạn đã chọn và cũng có các tiện ích còn được thiết kế lại. Các tính năng mới tập trung vào quyền riêng tư bao gồm bảng điều khiển quyền riêng tư theo dõi tần suất các ứng dụng yêu cầu thông tin nhạy cảm từ điện thoại của bạn và cũng có các chỉ báo mới hiển thị khi máy ảnh hoặc micro của điện thoại được sử dụng. Các tính năng mới khác bao gồm bàn phím được tinh chỉnh cung cấp nhiều biểu tượng cảm xúc và hình dáng động hơn. Mặc dù bản cập nhật One UI 4 hiện chỉ được giới hạn cho dòng S21 của Samsung, công ty cho biết nó sẽ sớm có mặt trên một loạt các thiết bị khác của họ bao gồm các thiết bị Galaxy S, Galaxy Note và Galaxy A cũ hơn, cũng như các thiết bị có thể gặp lại của Samsung và máy tính bảng. Mặc dù thông cáo báo chí của nó không đưa ra khung thời gian chính thức cho việc phát hành bản cập nhật trên các điện thoại này, nhưng một thông báo xuất hiện trong ứng dụng Samsung Member ở Hàn Quốc vào đầu ngày hôm nay cho biết rõ hơn về thời gian. Theo thông báo này, đã bị xóa ngay sau khi được đăng tải Z Flip 3, Z Fold 3, S20 Series, Note 20 Series, Z Fold 2 và Z Flip 5 giờ có thể nhận được bản cập nhật One UI 4 vào tháng 12. Các thiết bị có thể gặp lại cũ hơn, cũng như các thiết bị Note 10 và S10 có vẻ sẽ ra mắt vào tháng 1, trong khi máy tính bảng của Samsung có thể bắt đầu nhận bản cập nhật từ tháng 2, bắt đầu với Tab S7 và S7 Plus. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.